vừa ngâm ủ rượu ngon an toàn, lại vừa là đồ trang trí đẹp cho nhà cửa. Đó là hai công dụng chính của chiếc thùng gỗ sồi này. Có thể bạn chưa biết, chỉ với một hành động vô ý nho nhỏ có thể khiến cho chiếc thùng gỗ sồi từ trắng đẹp như thế này trở nên loang lổ và mất thẩm mỹ như thế này. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này đó là một chất có ở trong gỗ sồi tên gọi là tannin. Tannin là một hợp chất thuộc nhóm polyphenol, là một hợp chất có sẵn ở trong thực vật và đặc biệt nó chứa một hàm lượng rất lớn ở trong gỗ sồi. Khi tannin tiếp xúc với rượu hoặc nước thì nó sẽ bị hòa tan và tạo ra một cái phản ứng hóa học. Phản ứng này sẽ khiến làm thay đổi màu của gỗ. Trong ngành công nghiệp sản xuất rượu mạnh và rượu vang thì tannin là một chất chiếm vai trò rất là quan trọng trong việc tạo nên hương vị và màu sắc của rượu. Tuy nhiên, đây chính là một điểm mà khiến chúng ta cần phải chú ý. Đặc biệt với những chiếc thùng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga như thế này, chúng không được sơn phủ một lớp PU trong ở bên ngoài như đối với những thùng sản xuất ở trong nước mà hoàn toàn để mộc như thế này. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị để ngâm ủ rượu, chúng ta cố gắng hạn chế việc để dây nước hoặc rượu lên trên thành thùng. Việc để dây nước ra nó sẽ gây ra loang lổ và làm mất thẩm mỹ của thùng. Vậy làm thế nào để khắc phục được tình trạng này và nếu như tình trạng này xảy ra thì chúng ta có thể xử lý như thế nào? Mời các bạn theo dõi ở video tiếp theo nhé.